Quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình thời sự của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Thưa quý vị và các bạn, phường Bần Yên Nhân nổi tiếng từ lâu với nghề trồng đào. Đây không chỉ là nguồn cung cấp hoa, cây cảnh cho người dân thị xã Mỹ Hào mà còn cho thương lái các tỉnh trong cả nước. Phường Bần Yên Nhân hiện có gần 20 ha trồng đào, tập trung tại thôn Phú Đa và Văn Huế, chủ yếu là đào bích. Năm nay thời tiết tương đối thuận lợi, nhiều chủ vườn đã được thương lái đến đặt mua từ sớm. Những ngày cuối năm cũng có rất nhiều người đã về đây để ngắm và mua đào chơi Tết. Theo các chủ vườn cho biết, giá đào hiện dao động từ 200.000 đến 500.000 đồng một cành, 400.000 đến 3 triệu đồng một cây tùy loại. Mình ở Hà Nội thì mình về đây để xem ngắm mua cho ông bà ở quê. Trồng đào năm nay đẹp, nó cũng hợp lý. Dân trồng có kỹ thuật đào cành mập, hoa to.